SEA Games này là một giải đấu thực sự có rất là nhiều ý nghĩa đối với tôi. Thứ nhất, 2 năm trước thì sau 60 năm chờ đợi, tôi và cùng đội U23 Việt Nam đã giành được chiếc huy chương vàng năm bóng đá nam đầu tiên. Còn năm nay, giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, cá nhân tôi cảm thấy tôi có nhiều thêm trách nhiệm. Tôi biết rằng nhân dân Việt Nam luôn kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều kết quả của đội tuyển. Tôi cũng cảm nhận được rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, cố gắng hết mình vì mục tiêu chung. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 quốc gia Việt Nam, có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của tôi. Điều này khiến tôi càng cảm thấy có nhiều trách nhiệm hơn. Thực sự tôi đã gặp rất là nhiều stress và cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ bóng đá. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ban ngành, các đơn vị, cá nhân hữu quan. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban huấn luyện, những người đã cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình để đội có thể có kết quả ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ của tôi. Thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các đơn vị và cá nhân truyền thông, các anh chị nhà báo, phóng viên đã luôn luôn quan tâm và đồng hành với đội U23 quốc gia. Dưới tư cách là huấn luyện trưởng của đội U23 thì đây có lẽ là giải đấu cuối cùng của tôi rồi. Sau giải đấu này thì tôi sẽ không còn phụ trách đội U23 quốc gia nữa. Tuy nhiên thì hợp đồng của tôi với liên đoàn thì vẫn còn đó, tôi vẫn sẽ phụ trách đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch thì ngày 25 này đội tuyển quốc gia sẽ tập trung lại. Ngày 28 đội sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Và vào ngày 1 tháng 6 thì đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội Afghanistan. Và cuối năm nay thì như chúng ta đã biết thì vẫn có lịch của giải AFF Suzuki Cup. Vào kỳ Suzuki Cup năm trước thì chúng tôi đã bị loại ở vòng bán kết giải đấu và đội Thái Lan đã lên ngôi. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng ở giải đấu AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay đây sẽ là một giải đấu có nhiều ý nghĩa với tôi cùng toàn thể ban huấn luyện cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để làm thành tích tốt trong giải đấu đó.